Video trước các bạn đã được xem Chitter Fest 3 sao nhảy cực sung trên nền nhạc disco rồi, thì video này chúng ta sẽ ngắm Mr. Turn nhảy trên một nền nhạc khác cũng hot hòn hòn ở đầu mùa mới này nhé. Xin chào các bạn, đây là Sally Chica với Nắng. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Mr. Turn, một vị tướng quen thuộc vì đã góp mặt khá là nhiều các mùa trước rồi. Vẫn mệnh giá 3 tiền thôi, nhưng mà ở mùa mới này cô ấy không còn mang tộc hệ Bill Sutter và quân sư nữa, mà thay tên đổi họ với Ra và Tai To Mặt Lớn. Để xem là con tướng 3 tiền 3 sao này làm được những gì mà mình phải dành hẳn một video cho nó nhé. Cổng dịch chuyển hôm nay của chúng ta đem lại thứ mà ai cũng muốn có được, kể cả trong game lẫn ngoài đời, chính là vàng. Hũ vàng sẽ cho 120 vàng chia đều cho những ai còn sống sót tới vòng 6.1. Nice. Tưởng tượng là mình đấm hết các nhà chỉ còn lại 2 người, nhận 60 vàng một round, nó đã làm sao? Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Thôi, quay về đồ khởi đầu sau 3 round quái thì mình có một gậy, một kháng phép và một cung. Lõi công nghệ bạc dạo chơi ở vòng 2.1 để trận đấu diễn ra không quá nhanh. Ừ, đúng rồi, như thế thì mới kéo dài được đến 6.1 chứ đúng không? Đúng vậy. Tiếp sức bạc là không cần thiết vì khá là yếu. Không có một phong bài đẹp tốt hay là tướng 2 sao nào cả, thì nếu mà lựa chọn nước đi liều lĩnh thì thực sự nó rất là liều lĩnh luôn đấy. Đại tiệc trang bị sẽ được mình lựa chọn để vẽ đồ một chút, khi mà roll hai cái lõi còn lại thì không có lõi nào ngon cả. Không up 4 vội, mà mình muốn để xem là round này có thắng được không. Cuồng đao được lắp luôn cho Senna, kẹp bó Kennen và Lilia để đép. Đối thủ đầu tiên cũng đang level 3, đép bằng hai hộ pháp. Bài họ tanh thì châu hơn bài mình, còn đam thì thiếu trầm trọng. Tranh thủ mở luôn cái gói trang bị thành phần, lấy về đai máu lắp luôn cái giáp vai cho Lilia để lụm luôn cái chiến thắng đầu tiên. Level 4 đã có vòng 2.2, tuy nhiên là chưa có tướng nào quá ngon để mình bắt. Mình cho hai Senna vào sân, lobby khá là mềm đấy. Đây này, mình lại may mắn gặp tiếp một ông lấy lõi AFK, chỉ mới level 3, chỗ vía lại thắng. Siêu sao Kennen fan cứng xuất hiện, quá là hợp lý khi mà mình cũng đang cần. Múc luôn và cho em nó vào sân, thích 3 fan cứng lấy đồ tanh cho Kennen. Không còn may mắn như hai round trước, mình gặp một nhà đếp bằng thuật sư lắp đồ cho Annie 2 sao, thua luôn 3 chết, đồng thời thì không tích được 10 tiền. Vì mình muốn giữ lại các đôi để hy vọng là lên 2 đánh chuỗi thắng. Đi chợ lấy Mr. Turn cầm váy, húp luôn vì đồ tí nữa mình sẽ vẽ lại sau. Echo cùng với bạc xuất hiện ở cửa hàng ngay khi mình đi chợ về. Nice. Thay form luôn cho Mr. Turn cầm đồ. Echo kích vệ binh và bạc vào sân để lên nhạc ra, bán đi các tướng không cần thiết và tích 10 tiền. Gặp một nhà đang đếp bằng Zinix nhưng mà chỉ mới 1 sao. Tanh là có nhưng mà đam không đủ, mình có lại được chiến thắng. Vâng, vừa được một trận thắng thì kiếp nạn thứ 82 lại ập tới. Gặp một nhà thánh da rẻ đã có Johnny 2, chém cho tan nát luôn. Mình chính thức vừa nghèo vừa yếu vì không có tích 20 tiền. Bù lại thì trong cửa hàng ở rau người đá, nó ra cho mình một con Mr. Turn. 3 con người đá trả cho mình rất là nhiều tướng 2-3 tiền. Có Kai'Sa và bạc dùng được, còn lại thì mình bán hết đi tích 30 tiền. Thêm một gói trang bị thanh phân, mình mở nó ra luôn và lấy về kháng phép để lắp bút rồng cho Kennen. 3.1, mình gặp lại cái ông Echo đầu game. Giờ hướng bài Hustle, lụm lại một chiến thắng để tích 40 tiền sau khi mà mình bán đi một con bạc. Lõi công nghệ kim cương ở vòng 3.2 khá là ổn vì mình cần nó để bắt. Nice. Ảnh chiếu 3D sẽ ok nếu như mà mình đã có carry chuẩn 3 sao. Loạn binh đoàn bất tận như mình có nói ở video trước là cần master hết các bài mới sử dụng được lõi này một cách hiệu quả. Roll cả hai thì thấy không ok lắm nên là mình chọn hỗ trợ tại chỗ. Chọn lõi xong thì cọc cho mình một dây chuyền chữ thập kháng hiệu ứng và một thông đạo thêm tanh, chấp nhận được. Up level 6 và cho bạc vào sân để tiếp tục đếp, đồng thời cho nó ra tỷ lệ siêu sao Mr. Turn. Thật là thông minh. Gặp một ông chơi Z đang chỉ level 5 do còn Echo, đồ thì có đấy nhưng mà tướng thì hơi nhiều một sao, mình xin. 3.3 tiếp tục đối đầu với cái nhà đồng quê Ugot, hai bên combat với nhau dữ dội và chiến thắng một chết là của Nắng. Đi chợ nhìn thấy em Mr. Turn cầm xẻng bị húp mất mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, thôi thì lấy về cái găng tí nữa lắp đồ đam vậy. Chưa up 7 vội vì lên luôn mình rất có khả năng thua nếu mà gặp cái nhà mạnh, thế thì sẽ rất yếu và nghèo. Mình tiếp tục đép bằng form này mà chỉ lên cấp. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì mình combat với nhà Lux EDM, Mr. Turn di chuyển né được cầu vòng tối thượng và hạ gục đi từng mục tiêu team bạn để đem về chiến thắng thứ tư giúp mình cháy. Vừa mới cháy được tí thì đã bị cái nhà Disco TF có đủ form dập lửa. Họ còn sắm luôn cái lõi thăng hoa kim cương cho củ chắc là bài sẽ đủ đam. Up level 7 ngay rau sói với 50 tiền thừa. Mình bán đi cả siêu sao Kennen để tía của Ron con khác. Mình lụm được 3 mảnh đồ sau rau sói này. Ron để tìm kiếm siêu sao Mr. Turn nhưng mà nó lại ra siêu sao Nico fan cứng. Dùng được nên là mình múc luôn chứ không chần chừ. Gặp nhà Hustle lúc đầu đang xoay TF mà chưa có form bài. Họ còn nhiều 1 sao thì mình còn thắng.
Tiếp tục là một chiếc lõa kim cương để tăng nhanh tốc độ trận đấu. Tốc độ chóng mặt là không cần thiết vì hết tướng cầm được đồ rồi. Vừa lắp vô cực trước đấy mà giờ lấy khả bỏ thành thì cũng không ok lắm. Thật ra là ok đấy, nhưng mà quan trọng là mình thấy có rồng đẻ trứng vàng đây này. Lấy cái này về mà là có tên thì còn gì bằng, đúng không? Đổi lại đồ tanh cho Nico. Sau đấy thì tiếp tục roll Miss Totten 2 sao. Roll xuống 20 tiền nhưng mà Miss Totten đã phản bội tôi, không ra được con thứ 3. Và tôi đã để thua nhà Jet cuồng nhiệt chỉ vì không có Miss Totten 2 sao, mặc dù đã lắp thêm diệt khổng lồ cho nó rồi. Sao mà đó được. Nico thì tiếp tục ra được con thứ 6 ngay sau combat vừa rồi. Roll thêm thì tiếp tục là Nico thứ 7. Còn Miss Totten thì mãi đến khi còn 10 tiền nó mới chịu lên 2. Cứ tưởng là ông lúc nãy chơi đồng quê nhưng mà không. Ông này lì đòn lên 9 để đánh Exodia với combo lõi hợp lý. Đòi đánh Exodia thì giờ cứ phải ăn đấm đã. Lấy về cung ở vòng đi chợ để thêm tín đam cho Kai'Sa. Roll thêm vài phát để bắt Echo 2 nhưng mà chỉ bắt được Kai'Sa thứ 6 và update thêm Vena 2. Đối thủ với con lắc EDM chụp ảnh liên tục vào đầu team mình. Cũng may là con bạc biết gốc nên là mình vẫn giành được chiến thắng. Gặp lại bài Disco TF lúc nãy đấm mình, carry của họ vẫn chỉ có 2 đồ nên là chưa thể gục được Nico team mình. Miss Totten cũng ăn bài liên tục nhưng mà không chết, mình có lại được chiến thắng thứ 3. Đánh nốt mấy con chim để lấy về 3 mảnh đồ, giáp lửa cho Echo là điều cần thiết. Đồ còn lại thì mình lắp cung xanh cho Kai'Sa. Tiếp tục roll xuống còn 20 tiền, mình bắt thêm được Echo 2, Kai'Sa thứ 8 và Miss Totten thứ 5. Ông chơi TF với chiếc lõi thăng hoa kim cương, đến tận level 8 dư rất là nhiều tiền mà vẫn chưa roll, không biết là đang nghĩ cái gì. TF thì vẫn 1 sao nên là mình dễ dàng có được chiến thắng để thắp lửa lên lần thứ 2 trong trận đấu này. Tiếp tục roll xuống còn 10 tiền thì mình lên được Kai'Sa 3 và sau đấy là Nico 3. Thấy Miss Totten có vẻ không cống hiến nữa nên là mình tạm dừng để còn có tiền lên cấp. Gặp nhà thánh gia rẻ với con Riven 3 vừa lên tức thời. Chỉ tiếc là ông này không có đồ hồi phục nhiều cho Riven. Team thì cũng xếp tách quá nhiều, làm cho Riven bị focus từ carry đằng sau team mình nằm xuống quá sớm. Trứng rồng cuối cùng cũng nở, may không phải là trứng cút. Nó cho mình 60 vàng cùng với cả một giáp chết, khá là ok vì mình cũng đang cần vàng. Up luôn lên vào 8 roll nhưng mà do lúc đầu hơi phân vân nên hết thời gian mình chỉ kịp cho Ugot vào sân. Xui xẻo của mình cũng không bằng của ông Hisu này. Vừa xoay từ Hustview, thêm 5 vàng vào sân thì cũng không thể cứu vãn được ông này khỏi cái top 7. Nico của mình quá trâu, đến lúc nó nằm xuống thì cũng đủ tanh để cho Miss Totten xả đạn rồi. Cút con mẹ mình. Đi chợ lấy thêm Zoric cầm vô cực cho Kai'Sa, cho luôn Zoric vào sân lấy tanh và giảm giáp. Roll cạn tiền thì bắt thêm được Lucian vào sân, kích 3 ra. Echo cũng ra đến 8 con, còn Miss Totten thì ra 7 con. Round này mình chỉ gặp bóng nhà Z cuồng nhiệt nên free win. Top 4 cũng đã có chủ khi mà các kẻ yếu hơn đã phải dừng chân. Echo cũng tạo ra để lên 3 sao nốt. Dấu tích của mình ở vòng 5.6 là cái nhà cuồng nhiệt lúc nãy mình gặp bóng ấy. Đối thủ bất lực khi mà phải xếp với bài mình. Xếp bên trái thì đánh mãi vẫn chưa đến chỗ của Miss Totten. Xếp bên phải thì đánh mãi không chết được Nico để tiếp cận Miss Totten. Miss Totten xả đạn free cùng với sự hỗ trợ của Kai'Sa dễ dàng có được chiến thắng thứ 8. Thêm một nhà nữa phải dừng cuộc chơi rồi. Diệt khổng lồ được lấy về cho Kai'Sa sau khi săn rồng ngàn tuổi. 6.1 cũng đã đến và 3 nhà còn sống, mỗi nhà được 40 vàng. Mình thì cũng đã mắc update khi mà Miss Totten tự xuất hiện sau khi săn rồng. Kiếp nạn của nhà cuồng nhiệt Z là gặp mình 3 round liên tục. Quyena 2 cũng không để giúp ông này gỡ gạc được thêm một chút nào cả. Nico team mình tanh quá cứng, Miss Totten dễ dàng với những cú bắn mà không hề bị đụng vào. Z thì bất lực trong việc clear sàn để tiếp cận, Quyena cũng không thể gây khống chế. Nhà Z thì dừng chân với cái top 3, đối thủ còn lại cũng thua bóng của mình. Up luôn level 9 roll cạn tiền, cho Kennen vào sân kích 5 fan cứng. Cho đẹp mắt tròn hệ chứ còn về sức mạnh thì không phải bàn. Nhà lắc EDM định chụp cho mình vài pô ảnh mừng sinh nhật sớm nhưng mà không kịp. Mình đổi bên vào giây cuối làm đối thủ bất ngờ. Lắc team bạn bị mình bít góc bằng bạc và sự thông minh của Kai'Sa. Lắc trở về phía bạc, đến khi bạc chết thì lại phải trở vào Kai'Sa. Trong khi tướng carry của mình là Miss Totten ở bên này thoải mái bắn, Nico làm nhiệm vụ tanh cứng và không thể bị hạ gục. Team bạn bất lực nhìn những con tướng của mình nhảy trên nền nhạc ra. Làm sao mà tranh top 1 của mình được bạn đề? Miss Totten nhạc ra là một bài đang hot meta với sức mạnh từ Miss Totten ngay cả khi nó mới chỉ 2 sao. Nếu có nhiều nhà ép chơi chung thì bạn có thể đánh Miss Totten 2 sao và lên 8 kẹp thêm hệ, tối ưu sức mạnh của hệ ra.
Về siêu sao thì có thể tùy tình huống mà dùng cho hợp lý. Ví dụ như trận này mình có siêu sao phan cứng Nico dùng được nên là lấy luôn. Tất nhiên thì vẫn ưu tiên siêu sao Middleton rồi. Đồ của Middleton chuẩn mình nghĩ là cung xanh và cung đao. Nếu mà có mid siêu sao thì cô nàng này sẽ có thêm đồ là hai kiếm từ phan cứng. Ngoài ra thì các bạn có thể mid phù hợp hơn với vô cực diệt. Chúc các bạn leo rank vui vẻ sớm ngày thách đấu. Cảm ơn vì đã xem hết video và like cho mình. Bye bye.